Xin chào các bạn, video này mình sẽ giới thiệu bạn về cái bộ linh kiện để hàn cái mạch led nháy theo nhà sử dụng ICLM3915. Đây là nguyên cái phỉ gồm với những cái linh kiện với cái bảng mạch để các bạn tự hàn, các bạn tự chế cái mạch led nháy theo nhà phù hợp với cái âm ly của mình. Mục đích của cái mạch mà tự hàn này là tại vì các bạn tự hàn, các bạn mới bố trí cái vị trí led nó phù hợp với âm ly, hoặc là các loại led tròn hoặc led dẹt nó thích hợp với âm ly của bạn. Còn mạch hàn sẵn thì người ta sẽ không có thích hợp với âm ly của bạn, không, nó không phù hợp kích cỡ. Thì cái mạch này cũng dòng tầm giá rẻ thôi, giá nó dao động khoảng hơn 50.000 thôi. Bây giờ mình sẽ đổ ra cho bạn xem ở trong đây nó có những cái linh kiện gì. Chính của nó đây là cái bảng mà mạch in đây. Thì trên đây nó có ghi các giá trị linh kiện, thì bạn cứ dựa vào giá trị linh kiện đó bạn hàn là các linh kiện vô thôi. Đó. ICLM3915 là nó nằm ở đây. Rồi giá trị các con trở, các con tụ đây. 10 ký, 10 ohm đó. Vị trí của nó các bạn biết, các bạn hàn vô. Rất đơn giản thôi. Trở thì các bạn có thể đọc vào mã màu, hoặc các bạn lấy đồng hồ bạn đo là bạn gắn nó vô thôi. Nó chỉ có linh kiện đơn giản là IC là chính với tụ điện với mấy con trở thôi, cái biến trở để chỉnh cái biên độ nháy thôi. Đây cái đế của con IC đây, và đây là cái con IC điều khiển LM3915. Nó có cái jack để các bạn kết nối nguồn với lấy âm thanh luôn. Đây những con led các bạn ra. Tùy thuộc vào cái âm ly của bạn, mà bạn sử dụng các loại led tròn hoặc led dẹp khác nhau. Đây là các con trở bạn gắn vô. Đây là cái biến trở chỉnh biên độ led nháy thôi. Đây là cái jack 2 pin để kết nối âm thanh với nguồn thôi. Còn đây là cái bảng của nó, bằng mạch của nó để nó gắn led. Nếu các bạn sử dụng cái bảng mạch này thì bạn sẽ gắn led vô. Bạn gắn từng con led nó vô đây, nó sẽ thành một cái bảng mạch led nháy dọc này, dọc như thế này. Nếu bạn sử dụng nguyên bản led theo của nhà sản xuất đây, còn không thì bạn phối hợp với led của bạn sao cho nó hợp lý. Đây là các con tụ, tất cả những cái linh kiện để hàn cái mạch led nháy theo nhà. Đây là cái mạch mình đã hoàn thành, mình hàn xong cái mạch, mình thay cái con led bằng cái con led tròn 3 ly để cho phù hợp với cái âm ly của mình ra. Đó, phù hợp với âm ly của mình ráp, chứ còn led của nó là led dẹp, tùy các bạn thay led để phù hợp với âm ly của mình thôi. Bây giờ mình cắm nguồn, mình thử với cái nguồn 6V thì vẫn chạy được, mà đây mình đang cấp nguồn 12V thì mình thấy cái giải áp của nó là từ 6V tới 12V đều chạy được, nhưng mà ổn định nhất là khoảng từ 9V tới 12V theo nhà sản xuất. Đây thì bạn chỉ cấp một kênh âm thanh cho nó thôi. Còn đây là cái biến trở bạn chỉnh biên độ nháy, bạn muốn biên độ nó thấp hay nó cao thì bạn chỉnh qua cái con biến trở này. Đó. Ta chỉnh ngược chiều kim đồng hồ là tăng cái biên độ lên, thuận chiều kim đồng hồ là giảm biên độ. Mình đã chạy thử và mình cảm thấy mấy cái điện trở này không nóng như một số cái mạch rẻ tiền hơn mình chạy thử, là nó thiết kế rẻ nó bỏ bớt điện trở đi, bỏ bớt linh kiện rất là nóng điện trở. Mạch tầm giá này mình thấy ok rồi, thấy tương đối ổn định, độ ổn định nó tương đối cao. Bây giờ mình sẽ thử test cho bạn nghe âm xem nó nháy như thế nào.
Rồi bây giờ mình giới thiệu các bạn về cái mạch led nháy theo nhạc sử dụng ICLM3915 tới đây kết thúc. Các bạn hãy like và subscribe để cập nhật những video mới nhất bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.